Herrick ha. Yo. À, hy vọng là sẽ chặn được rồng mới này. Lâu rồi chưa mở được Legendary với lại Herrick các bạn. 1 2 3 Oh my god. Really? Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và là mình đây, Momo Gaming. Ok. Thì hôm nay chủ nhật các bạn, thì mình sẽ làm video về Dragon City tiếp ha. Ok. Đây này, mình đặt cái lắp 15 rồi các bạn. Thì mình đã nhận được hai teaser ha, hai teaser Dragon rồng Herrick kho báu nha, chắc chắn 100% nha. Đó, rất là vui luôn. Đây là lớp 15 các bạn, và mình đang ở top 2 các bạn. Đó. Thì bạn top 1 này cũng đua tới lớp 15 và dừng. Thì mình cũng đua tới lớp 15 ha. Còn rất tiếc cho cái anh Lu này, Lu Rodriguez ha, Romero chưa được lớp 12 đó các bạn. Rất tiếc cho hai anh này ha, số 3 số 4 này. Đó. Thì sắp tới thì mình sẽ ngày mai ha. Ngày mai thì mình sẽ nhận được hai chỉ sơ Dragon. Wow. Còn một ngày 4 giờ nữa các bạn này. Đó. Rồi bạn nào thì chắc chắn đạt được hai chi sơ thì bình luận mình dưới cho mình biết luôn nha. Ok, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series về Dragon City. Thì mình sẽ sau khi mình xin trade và mình sẽ cắt các mảnh của Flame các bạn. Flame Titan thì mình cuối cùng mình nhận được Flame Titan này các bạn. Wow. Yo, thì hôm nay thì mình sẽ sử dụng 6 cái ốp ha, 6 cái ốp của Legendary và mình sẽ summon Flame Titan luôn. Bam. Yeah. Ok, như vậy là mình đã có Titan lửa các bạn. Titan lửa ha. Ê, rất là đẹp và ngầu luôn. Yo. Rất là phê nha. Thì sau khi mà mình sưu tập đủ Titan lửa hay thì mình sẽ vào cái collection này các bạn, thì mình sẽ nhận được bua Titan các bạn. Wow. Quá là phê luôn. Đây. À, đã rồi. Đây là ta. Đây ha. Thì sau khi mình nhận xong nha. Đây, ở đó mình đợi summon xong này thì mình sẽ đặt bạn ấy vào trong cái nhà chứa này. Cái vùng đất ha, cái nhà của rồng này, thì mình sẽ nhận được cái bạn bua Titan các bạn. Đó, chầm cuối nha, chầm cuối. Đó, rất là phê ha. Thì đây cũng là một bua Titan quốc dân nha. Rất là trùng hợp ha, thì mình vừa nhận được Blue God và cũng là sắp nhận được Bộ Tư Tình cùng một lúc nha. Còn cái này thì mình thiếu bạn Medal này, bạn Tư Tình Kim Loại các bạn. Và một bạn Tư Tình Terra, Tư Tình Đất ha. Thì sẽ nhận được Primal Tư Tình. Cái hệ này cũng rất là ngon các bạn này, hệ Primal ha, rất là ngon. Còn bên Vampire Family 2 này, Vampire Family 1 chứ, thì mình thiếu Wrathful và Glutenau, thì mình sẽ nhận được Sinful. Sinful cũng nó rất là ngầu ha, mà một bạn rồng vampire sư tử. Thức ăn này, vàng này, rồi gem nữa. Wow. Kinh nghiệm đóng luôn. Nó tuyệt vời ha. Còn dưới này là Corrupt ha, Corrupt Dragon. Còn bên này là Kama. Cái này hình như bị lỗi các bạn này, Kama, nhưng mà sao mà chỗ này đặt là Titan ta? Lỗi này các bạn. Lỗi thiết kế ha, lỗi thiết kế game nha. 1 2 3 3 bằng Kama này là tượng trưng cho bạn dưới ha, còn chỗ này sẽ là bạn Focus Kama Dragon, thì chỗ này nó đặt nhầm là bạn Titan điện nè. Tôi phát hiện ra các ông làm lỗi nha. Đó, chính xác chưa, làm lỗi nè. Đó, không fix nè, nhà sẽ không fix nè các bạn. Rồi thì trong thời gian chờ ha, thì tầm khoảng 2 ngày các bạn, 2 ngày thì mình sẽ có được Flame Titan và mình sẽ nhận luôn Water Titan luôn nha. Thì sắp tới đó thì mình sẽ làm video luôn. Còn cái này là Ho High Overlock này. Rồi thì còn cái skin này các bạn, mình còn 4 giờ này. 4 giờ. Mà cái ông này ha, cái ông
bằng đồng này, bằng đồng ấm potion này thì mình sẽ mất 8.001. Ui tiếc ha, còn thiếu 300 cái coin nữa các bạn, 300 cái coin nữa thì mình sẽ đi được bạn này. Ui còn bạn Ratabai này thì mình sẽ mất 6.000 ha, 6.000 mấy đó thì mình sẽ đi được bạn này. Ok để mình xem thế nào, đêm chúng ta sẽ vào trong cái đánh trong arena đi ha, để xem tự là có nhận được cái magic coin không, cái có gì còn nữa nữa có gì còn 8.001 thì đi được cái bạn kia cũng ngon ha. Rồi chúng ta sẽ cố gắng này, vô một mythical này mà không có great dam air block. Hình như các bạn này Kama này các bạn, mình chưa gặp Kama né chiêu ha, để xem tới trong thời gian sắp tới thì mình sẽ nhận có gặp được các cái bạn né chiêu thế là thử cái độ né chiêu thế nào ha. Wow rất là đẹp luôn nè, ui ngầu ha. Ok là lấy blue god đánh nè. Legend spell 14.000 defense hút máu. Ok y mem win. Như vậy là không được coin ha, không được magic coin các bạn. Rồi mình thử qua bên cái electric battle nữa nè. Đó đánh trong electric battle này thử là có được không nha. Không biết là có được coin không nha. Vô. Ta tình bóng tối nè các bạn. Wow. Ít thấy nha, các bạn này mình ít gặp nè các bạn. Mình rất là ít gặp ta tình bóng tối nha. Hầu như là đây là lần đầu tiên mình gặp luôn ấy. Rất là đẹp luôn. Lee Fan 11.000 máu. Rồi Legend Spell Blue God còn yếu các bạn. Ok ráng chain thêm ha. Rồi gặp cướp biển. Yeah, high resolution. Quá phê. Bèm Chaco này. Rồi gác mộ ra. Bong. Victory, được không? Được magic coin không? Không được đâu các bạn. Thì chắc thì mình sẽ đi cái bạn rồng 6.007 coin ha. Chắc phải đi 6.007 coin thôi. Thôi kệ legendary không chênh lệch bao nhiêu nha. Rồi chúng ta còn bắt đầu nè. Đi. Rồi trước mình là mở cái mình mở khóa DV Pass ấy thì nó hỗ trợ thêm khi mà nhặt các cái magic coin tăng thêm 20% ấy. Thì thường thường những cái event này mình luôn nhận luôn được hai rồng legendary các bạn. Nhưng mà bây giờ không có thì nó giảm rất là nhiều. Chỉ nhận được một bạn rồng thôi ha. Ui. Yo. Sand Cattle. Ốp của bạn rồng legendary ha. Tiếp tục nè. Ghê 600.000 phút luôn. Rất là nhiều. Legendary Ốp. Foul Dragon. Yo. Wow 322.000 phút nè. Đó chúng ta mở cái rương legendary các bạn. Yo, có double reward này. Yo double reward luôn. Xem tới là hy vọng sẽ nhận được hai rương legendary này. Ok, sau khi xong quảng cáo ha thì mình sẽ có được hai cái rương này mình claim. Rồi chúng ta cứ yo. 125.000 phút cũng được ha. Tiếp tục rương thứ hai này các bạn. Yo. Bam. Rồi xong luôn. Hai lần phút. Không được legendary nào cả. Rất là đen ha. Cái này event này, nhưng mà mình không tham gia này. Tiếp tục là cái rương các rương token ha, token để mở các cái nhà nâng cấp nhà này. Tiếp tục là rương nâng cấp nhà. Token. Yo, tiếp tục nha. Rồi, lưu rương token nữa các bạn.
Thôi đi tiếp này. Yeah, Reo các bạn. Không biết là cả nhà mình có thích mình lập một cái group ha, group Facebook hay gì đó ha, để cả nhà vào sinh hoạt. có gì tập trung cũng như là giữ giữ các bạn lại ha, giữ một số bạn có gì nhiều khi các bạn xem ấy, nhưng mà một thời gian các bạn sẽ quay mình. Cho nên là có lẽ là mình nên lập một cái group ha, group để cả nhà sinh hoạt ở trên đó. Ok, bạn nào đồng ý thì bình luận bên dưới cho mình biết luôn nha. Ok, AB Choker các bạn. Đua Heroic Ray rất là mệt các bạn. Tốn thời gian nữa ha. Hầu như là mất 9 ngày hơn để cài ấy. Cài nhiều khi cài từ sáng tới tối luôn các bạn. Cứ nhất là cái sự kiện mà đánh ha, cái sự kiện đánh đánh gì đó, đánh đánh trong cái dungeon ấy, dungeon ấy. Đó, cứ một tiếng máy là chúng ta phải vào lại để đánh, một tiếng máy vào để đánh. rất là mệt ha. Nhưng mà không sao, đợt này thì mình có kinh nghiệm rồi thì chỉ cần đi đến lớp 15, top 2, top 3 gì đó cũng được ha. Thì chắc chắn là mình sẽ được hai chi sơ rồi. Có cái là tốn gem thôi. Nhưng mà chắc thì nhận được legendary được rồi. Còn lại gem thì tốn một chút cũng được ha. Khỏi cần spend gem để up rồi đánh trong cái quest các bạn. Rồi mình mở hai cái rương sau khi xem quảng cáo này, rương Heroic này. Ok, hy vọng là mình sẽ nhận được Heroic ha. Yo. Hy vọng là sẽ nhận được rồng mới này. Lâu rồi chưa mở được Legendary với lại Heroic các bạn. 1 2 3 Oh my god. Really? Trời ơi, nhận được 2 Spirit các bạn, cái này mình có rồi ha. Ui, nhưng mà cũng là may mắn rồi đấy. Cực may mắn rồi các bạn. 2 Spirit Dragon. Ok, mình sẽ up nữa ha, up nữa xong rồi cái mình đổi thành ốp để nâng cấp 2 Spirit luôn. Xin lên run 1 nha. Rồi, thank you. Tiếp tục là rương thứ 2 nè. 1 2 3 Really? Oh my god, sao mà hay quá vậy? Cực kỳ hay luôn các bạn, mình mở được 2 Heroic. Kinh chưa? Trời ơi. Vừa mới thăng xong là chưa mở được rồng ha. Thì đấy, nó đã cho 2 Heroic luôn. Oh my god. Yes, rất là vui luôn. Như vậy là mình đã nhận được 2 Pirate Pirate Dragon các bạn. Quá hay luôn các bạn ơi. Chúng ta cùng xem nào. Heroic nào. Hai Pirate đâu? Chắc nằm dưới cùng này ha. Chúng ta cùng xem xuống dưới này. Đâu rồi? Ủa, nằm đâu rồi ta? bị hoa mắt rồi các bạn, nhiều rồng quá hoa mắt các bạn. Đây, 2 rồng luôn. Trời má ơi. Chúng ta sẽ xem trong này ha. 2 Bayri các bạn. Dragon. Bayri. Đâu rồi. Oh sorry. 2 đi. Bayri. Đây, Bray. Bray đúng không? Bray Dragon. Ui. Kiểu giống như pháp sư ha, rồng pháp sư các bạn. Đó, có hai viên ngọc hai bên này, hai viên cầu pháp sư bên cạnh này. Đó, gió xung quanh nữa rất đẹp nha. Ok, có Heroic là vui rồi nha. Pray. Yes. Rất là phê luôn. Rồi chúng ta còn tiếp tục thử cái độ nhân phẩm này. Ý. Hay quá các bạn ơi. ba độ. Sau vô
Thì tiếp này, phút này các bạn, 1 triệu phút là ngon, 45. Tiếp tục nha. Rồi, như vậy là mình đã nhận xong rồng, rồng kiểu như là một bạn trục ha, bằng rồng trục các bạn. À, chính xác ha, red này, red pie là red pie, red pie là trục đớp các bạn, trục cắn các bạn. Rất là ngầu ha. Ok, như vậy là mình đã có thêm một bạn legendary mới này. Rồi còn 1000 coin chắc mình sẽ đi các bạn rồng X này ha. Bắt đầu ta. Đây, đi bằng rare này đi, còn 1000 coin thôi các bạn. Thôi đi rồng này đi, đi rồng này có gì mở thêm một ít các cái đường này cũng được ha. Vô, đi tiếp nào. Nó mở một ít các cái đường nhỏ này cũng được ha. Kiếm thêm một ít token này. Token gì đây? Thì nâng cấp nhà nha. Bạn này là kiểu rồng legendary bò cạp này các bạn. Ồ, có luôn cả cái bơ đam này các bạn. Cây này, cây chết ha. Ok, thank you. Rồi tiếp tục là hộp của come on ha. Yo, Katsumoto, rồng Nhật Bản. Ốc của Rare Speedy Token, dấu. Rồi một cái chìa khóa gì đây này. À không phải. À, rương event các bạn. Rồi như vậy là hết cái Magic Coin luôn ha. À, coi như là hôm nay là rất là may mắn các bạn. Vừa nhận được rồng Heroic này, Heroic Ride Teaser, rồi thêm hai Heroic mở kia nữa, rồi thêm Flame Titan nữa. Oh my god. Rất là may mắn nha, trong ngày chủ nhật luôn. Ok ha, như vậy là mình xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình cũng như là bên bạn bè này. Rồi, chúc các nhà may mắn trong game Dragon City luôn nha. Mình xin kết thúc video tại đây nè. Rồi, nhớ đăng ký và like, share, ủng hộ mình nha. Cảm ơn các nhà rất là nhiều. Và tạm biệt. Hẹn ở các video mới nè. Bye bye, yes.